Ôi dồi ôi, cái đường về quê em thế nào nó gập ghềnh khó đi thế. Thế này thì về sau lấy chồng đại gia thì ô tô nó vào thế nào được mà đón dâu hả em? Ơ, cái này dễ thế mà chú cũng không nghĩ ra. Bảo nó làm đường là đi được vào ngay thôi chứ sao nữa. Ờ nhở, trông thế mà thông minh đâu đấy. Ơ, các bên về làng à. Chú chú dừng lại, chú dừng lại. Này con kia, mày nói ai con cá về đấy? Bao nhiêu năm rồi mày không bỏ được cái thói ghen ăn tức cỏ đi à? Ô hay, tao nói mây nói gió nói chó thì mày đâu? Này, ở đây có mày, có tao, có ông này. Mày không nói tao, chả nghe nói ông này. Mày có tin tao cho mua hiểu mặt mày không? Ê, mua của chú. Mũ còn kiếm ăn. Không cho mượn thì thôi. Mày giỏi mày xuống đây. Mày tưởng tao sợ mày chắc? Mày đừng tưởng mày lên thành phố ăn sung mặc sướng mà mày tinh tướng nhá. À con này mày giỏi. Mày đừng tưởng mày nhà quê mà mày ghê nhá. Mày đâu đấy? Mày. Mày nhắm tao á? Mày được gọi. Ui giời ơi. Con này mày chết này. À. Mày cú đấm ăn xôi à? Mày cú đấm ăn xôi à? Ui giời ơi. Mày giỏi lắm. Thôi. Bảo tôi là tôi. Ai giời ơi. Ui giời ơi, chú ơi. Cẩn thận chứ. Ui bảo đi về. Mày. Thôi đi vô đi về. Nhanh cứ chờ. Mày cứ không tao rồi. Nhanh. Ui. Tưởng thế nào? Mày vẫn chưa xong với bà đâu nhá. Con. Dạ vâng ạ. Mà sao mày không bảo bố trước? À, con có chút việc ở gần đây nên tiện thể ghé qua nhà thăm bố. Lâu rồi con không về ạ. À, thế à? Cháu chào chú ạ. Chú chào bác. Mày này, đây là ai đấy? Dạ, giới thiệu với bố, đây là người yêu mày đúng không? Sao già thế? Bố á, bố cứ trêu con. Đây là chú xe ôm. Thôi mà, hết bao tiền tôi gửi ấy. Thôi bố ơi, để con gửi cho chú cho ạ. Mày cứ để im, để bố gửi. Thôi để con. Thôi, còn mấy đồng thì như là tao đi mua rượu hết này. Hay mày gửi hộ bố, đi bố gửi lại nhá. Bố á, bố cũng chẳng bỏ được rượu đi. Suốt ngày say thôi. À, mà con quên mất. Giới thiệu với bố, đây ngoài là chú xe ôm thì chú còn là... Người yêu mày đúng không? Sao mày không nói ngay từ đầu, tao đã đoán được rồi. Không phải, còn chưa nói xong bố cứ sồn lên. Tao sồn mãi mày không biết đến đảo hả? Dạ chú còn ở cùng với dãy trọ con ở trên thành phố bố ạ. Ôi trời ơi, chúng mày đã ngủ với nhau chưa? Bố làm sao thế nhở? Con nói bố chẳng nghe, cứ nói kiểu gì con không ở nhà đâu, con đi đây. Bố nói đùa đấy thôi, thằng này tuổi gì ăn con bố. Chú ơi, cho cháu hỏi là năm nay chú bao tôi nhiêu tuổi ạ? Nhờ phúc phận của các ô năm nay tôi ngót nghét 49. À, ê, cháu 53. Hả? Chú kém cháu 4 tuổi ấy. À, đù. Nụ. Lấy tiền, nào mình nó nào đuổi nào đi. 49 chưa qua mà 53 đã tới. Mày định hiệu họa về nhà đấy hả con? Kìa, bố. Ông định rủa ai đấy? Rủa ai? Còn rủa ai vào đây nữa? Bố bất lịch sự thế nhở? Khách người ta đến nhà, bố lại cứ đuổi người ta đi. Mày định tóm rắn về cắn gà nhà đấy à? Kìa bố. Này, tôi bảo này. Cháu tuổi thân. Tuổi thân à? Năm ba tuổi thân. Nhưng mà nhìn nó giống con thân đâu, giống con trâu thì đúng hơn đấy. À đủ. Mà hỏi thật này, đầu năm đã cúng giải hạn chưa? Chưa biết thằng nào phải cúng giải hạn đâu nhá. Đây qua 49 rồi. Ông chưa qua đâu, hiểu không? Đây năm 3 rồi mà. Này, đừng có to mồm, vẫn chưa hết năm đâu nhá. Cẩn thận tí nữa đi về á, ô tô đâm rồi, máu mồm lắm á. Bố á, bố cứ gở mồm thế. Chú ấy là dân lái xe. Chưa biết thằng nào méo mồm đâu. À, con chó này mất cả nhá. Mày tin con chó ấy múc bố ra mồm mày không? Bố ơi, con mệt quá. Thôi con đi thì con không ở nhà nữa đâu. Thôi, bố chơi không anh? Thế này, biết uống rượu không? Biết. Biết gì? Ừ. Khá quá nhờ. Thế thì vào nhà đập ống nước chè nhờ. Hỏi người ta biết uống rượu hay không, xong bắt đầu lại mời uống nước chè là thế nào?
Lái xe bia rượu cái gì ra kia công an lại phạt nó méo hết cả mồm để đổi tạ số. Chưa biết thằng nào méo mồm. Á đù, mày vẫn là thích kiện tao đấy à? Kiểu bố. Đi vào nữa. Chú ơi, thôi có gì chú thông cảm cho bố em, chú vào nhà uống nước ạ. Thôi được rồi, không sao đâu. Mà này, chú hỏi thật nhá. Dạ. Nhìn ông già em thế kia mà sao mồm em không bị méo nhỉ? Chú ạ, thì em được cái giống mẹ. Con chó này. Mày ngáo khịa à, con gái không à? Vá vớ vẩn. Kìa bố, sao khách đến nhà bố không mời người ta vào nhà uống nước lại ngồi đây thế này? Ngồi đây cho nó mát, vào nhà ăn đi. Thôi được rồi mà em, không sao đâu, ngồi đâu cũng được cơ mà. Ngồi đi. Vâng, tôi xin. Cạch đấy nhờ. Hả? À mà rượu đếch là một cạch. Nhờ. Ngồi nhá. Chè chứ không phải rượu đâu mà à. Men mồm. Thế bố không rót cho con với à? Thì mày không uống được chè đâu mà bố rót. À quên, con chỉ uống được rượu thôi không uống được chè bố ạ. Ô con này, ai cho mày uống rượu ấy? Mà mày uống rượu được bao giờ? Thì con là con gái rượu của bố, thì con phải biết uống rượu chứ. Con này khá nhờ. Rồi, giống bố đấy, bố thích. À, nhưng mà con vẫn có một cái khác bố ấy. Cái gì nhỉ? Thì... Á đù, thằng này, đưa tao mượn em hiếu. Đấy. À, nhận, ông, mặt tôi mượn em hiếu, phải chết con này. Ơ, kiểu bố, con chỉ trêu thế thôi mà. Mày trêu gì mà trêu, mày biết ba người thằng trêu tao vì cái này nhá, mà tao cho xanh cỏ hết rồi đấy. Mà ơn nói cho ông cả mày biết nhá. Đã. Không phải tự nhiên thế này mà có đâu. Trước ấy, bố cũng trêu một thằng méo mồm, thế là đúng rồi phát. Thành ra như này đấy. Mà còn ông nữa. Hả? Trêu ít thôi, không lại méo mồm đấy. Biết rồi. Đây điếu đây làm hơi cho ngọt ngọt. Đúng đây. Mà sao cái điếu này lỗ nó tròn thế nhở? Tôi tưởng mồm méo thế kia thì cái này nó cũng phải méo chứ. Không hút nó thoát hết hơi được thế nào được. Lạ là hút méo mồm thôi đúng không hả? À, không không. Đây cho xin chén nước. To đầu rồi, ở những hành tả hiệu. Có khi chưa qua rồi, tuổi 53 rồi. Mà con này. Dạ. Hôm nay mày về đây làm gì ấy? À, hôm nay con dẫn chú này về để tìm gái ở bên làng bên ạ. Mày dẫn lão đi tìm gái á? Vâng. Muôn người à? Con ơi, con ơi. Sao mày lại làm cái nghề thất đức đấy hả con? Kìa bố hiểu nhầm rồi. Ý con không phải là như thế. Đúng là... Kìa em, không có chuyện gì đâu. Hay ông định về quê để săn gái quê đấy. Nhìn cái mặt này không tin được đâu nhá. Mà con này, mày mà giấu tao chuyện gì nhá, tao đánh nó đuốt sợ, nghe chưa? Kìa bố, con là con gái bố, bố phải tin con chứ. Bố thì muốn tin mày rồi. Nhưng mà con hắn ấy, không tin được đâu. Rồi. Mà mày, công việc ở trên thành phố thế nào rồi? Thì công việc của con ở trên đó vẫn ổn ạ. Ổn thật không? Thật mà, con dối bố làm gì đâu. Hàng tháng con vẫn gửi tiền về đầy đủ cho bố mẹ còn gì. Không ổn thì làm sao mà con gửi về được. Ừ thì vẫn biết thế. Nhưng mà tiền nó không quan trọng đâu. Quan trọng ấy là bố muốn biết mày đang làm công việc gì. Thực ra là công việc của con bố cũng không hiểu được đâu. Nên thôi bố không cần biết đâu ạ. Con này. Ông anh không phải lo. Tôi ở cùng em nó mãi tôi biết mà. Ông cứ liệu hồn đấy. Hôm nào đích thân tôi lên kiểm tra. Thôi, bố lên thành phố làm gì? Trên đấy nhiều cái phức tạp lắm bố ạ. Con này, phức tạp tạo lên. Mày tấm được tao à? Thôi con kệ bố đấy, con đi vào nhà thay đồ rồi xuống bếp nấu ăn đi ạ. Thay quần áo đi, xong rồi xuống vườn gà vịt đấy, thích ăn gì mà thịt nhá. Có cả gà. Ủa rồi, thiếu gì. Thế thì phải làm chén rượu nhá. Này nhá, không có rượu bia gì hết. Không muốn là không muốn. Thôi, gớm sống thật với bản chất đi, nghiện lại còn ngại. Bé bé thôi, không nữa. Con bé mới ảo bản, ôi ấm đấy, không được uống đâu. Có mấy bình nó sâu hết rồi. Uống tại trẻ lại. Thế gì?
này. Này, lại nhớ em Hoài à? Em Hoài ngay làng bên kìa. Có gì em dẫn chú sang. Thật sự chú không hiểu tại sao Hoài lại bỏ về quê như vậy. Thì mỗi người đều có nỗi khổ riêng mà. Chắc Hoài cũng có chuyện thôi. Đúng là con gái không biết thế nào một lần. Em bảo chú này, chắc là em sẽ ở lại chơi một hôm nữa với bố mẹ, vì cũng lâu rồi không về. Thế chú lại phải uống rượu với bố em nữa à? Thì uống rượu cũng được chứ sao. Chú ở trên đấy một mình, về đây còn được hàn huyên với bố em, thích quá còn gì nữa. Thôi được rồi, thêm hôm nữa chắc cũng không sao. Có gì mai em dẫn chú sang tìm Hoài nhá. Ê, bác sân, đứng lại cho nhỏ tí. Sự đâu mày nhá, nhìn tay. Ôi, con ra ngoài này tí nhá. Nhà không làm đứa đang đã đi đâu mà đi. Cho bà cái này hay lắm. Thế mày bảo tao cái gì? Cái nụ nó về phải không bác? Đúng rồi, nhưng mà sao mày biết? Ôi giời ơi, cháu còn biết nhiều thứ hơn thế cơ. Nhiều thứ hơn thế á? Vâng. Nhiều thứ gì? Mày kể tao nghe xem nào. Thế bác có biết nó làm gì trên thành phố không? Tao không biết. Nó làm cái đấy. Ô, con này mình ta thì mày cũng đã bổ cái vào đầu. Vô ba vô vẩn. Thế cháu hỏi bác nhá. Bây giờ đang Covid như thế này, nhà nhà thất nghiệp, người người thất nghiệp. Thế bác hỏi xem tại sao nó vẫn có tiền gửi về cho bác? Nhà, mày nói tao mới để ý. Tao hỏi nó chưa bao giờ nói nó làm cái gì. Mà sao mày biết đấy? Ôi giời ơi, bác ơi, bác không dùng Facebook nhá. Bác về bác lên Facebook mà xem, lên trên mạng đấy. Nhá, bao nhiêu là ảnh này khuyết ngực này, khuyết đùi này. Trời ơi, hở hết. Mà lại còn nhá, suốt ngày tuyển mấy cái em á, gái quê chân dài. Ôi, thế, có thật không? Thật. Kheo còn lên tú bà rồi ý, bác ạ. Tú bà rồi á? Vâng. Ôi trời ơi, hỏng chết rồi. Thảo nào nó lại đưa cái lão sông sôm về tìm gái quê rồi. Thôi, bác cảm ơn mày nhá. Để bác xử lo luôn. Vâng, không là chết đấy. Vâng. Con đây. Làm ăn nó cẩn thận, không nói lung tung. Ủa, chả biết gì. Ông Lục đâu rồi? Ông Lục đâu? Dạ, con đây. Không biết bố em lại gọi có việc gì. Thôi để em vào nhà đã chú nhá. Mày vào nhanh lên, tao vào đây. Sao bố lại đánh con? Còn sao à? Mày lên thành phố mới làm gái. Mày tưởng tao không biết à? Bố nghe ai? Bố nghe đứa nào mà về bảo con như thế? Nghe ai mày không cần biết. À, nó làm mày đều bảo mày đi làm gái. Và bây giờ mày chuẩn bị làm tú bà của con á. Nhục, quá là nhục. Bố không tin con thì con đi chết cho bố vô lòng. Mày hỏi mày đi chết ngay đi. Ê, gì đấy? À, thằng chó cụm này. Mày đang phụ dỗ con gái tao. Làm tú bà tuyển gái cho mày đúng không? Phê à? Hay, say quá làm cản. Mày còn dám già mồm ở tao đây nhá. Tao không cho mày qua tuổi năm ba luôn. Ông bị điên à? Hả? Không đi mà cứu con gái ông đi. Nó đòi đi chết kìa. Nó có hỏi ai đi chết luôn đi. Ở đây không cần. Ông đúng là bị điên mất rồi. Ôi, ra đỡ con gái này.
Ôi con ơi. Ôi con ơi. Con gái. Này con. Con ơi. Ôi trời ơi con bị cắn. Đấy ông thấy chưa? Ông thấy cái tác hại của ông khi nghe người ngoài về chửi con chửi gái chưa? Hả? À? Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi ở với nó mãi tôi biết rồi mà. Ông ơi, hãy im đi. Bố không tin con thì con còn sống được cái gì nữa? Hôm nay á là nó đưa tôi về đây để đoạn sang nhà thăm con người yêu của tôi. Tìm gái nào? Vớ vẩn. Thế mà tôi tưởng ông mắc nó đi làm đúng à? Bố thôi đi, bố còn chưa vừa lòng à? Dạ con, bố biết lỗi rồi. Tại con không nói rõ chứ. Giấu chả được chuyện tế nhị nói làm gì. Điền. Từ nhỏ bố mẹ đã dạy con đói cho sạch, rách cho thơm. Bây giờ bố mẹ không tin tưởng con thì con còn biết nương tựa vào ai nữa à? Mẹ con gái. Bố xin lỗi. Bố sao rồi? Lúc ơi, mày làm sao thế? Ông thằng con này, mày nào đây? Tao đang tìm mày để hỏi tội đây. Bố làm lắm, ngồi hẳn thôi mà. Thế, có chuyện gì ấy bác? Chào em nhé. Mày chuyện gì à? Mày biết nó phít nữa mày hại chết con gái tao hay không? Cháu có biết chuyện gì đâu. Mày vừa mới bảo với tao ở ngoài đồng con Lụ nó lên thành phố làm gái. Làm tao đang chửi nó nhảy vào tí chết. Thì cháu thấy nó cứ ăn mặc quần áo ngắn cột can cột cỡn. Thì cháu tưởng nó thế. Mày gần này tuổi đâu rồi mà không bỏ được cái tính soi mói đi. Mày xem ở trong cái làn này bao nhiêu thằng có thèm để ý mày không? Dạ, cháu biết lỗi rồi ạ. Từ giờ cháu không đi soi nữa. Xinh gái này mà chưa có người yêu. Mà từ giờ tao cấm mày bảo nó lên thành phố làm gái nữa nghe chưa? Ơ, bác buồn cười thế nhở. Thế nó là con gái, nó chả lên thành phố nó làm gái thì nó làm trai à? Mày vẫn còn cố tình nói câu đấy được à? Thì vẫn biết là như thế. Thế nhưng mà nói câu từ nó hơi nhạy cảm. Thôi, tao xin lỗi. Từ giờ tao không lên Facebook soi mói mày nữa. Nhưng mà có quần áo không mặc nữa thì cho tao nhá. Mày nhớ mồm đấy. Thôi, tối ăn cơm xong sang nhà tao cho mấy bộ. Bây giờ con vào thay quần áo trước đây. Mà con này nữa, không phải ăn cơm đi. Ở đây làm gì? Ăn cơm xong thì tối sang chơi với nó. Lâu rồi hai đứa không gặp đúng không? Vâng ạ. Tối sang chơi với anh nhé. Này, vừa qua hạn 53 đâu. Lấy về khi hóa sớm ấy nhá. Cháu về đi. Nhìn lão dầu sủng. Cháu cũng về lắm. Ăn đúng rồi đấy. Về nhá. Mà có đông nữa. 49 trở qua được 53 thích khịa. Đây thích khịa này. Mà thôi, không đi vào nhà thay quần áo thì nó máy lại ốm lại méo hết cả mồm nữa. Trời, chưa biết thằng nào méo mồm đâu nhá. A đù, mà này, thay quần áo ở ngoài này nhá mà. Trong đấy có thể anh tao đang thay đấy.